tại thị trấn Vrancha. Sa môn Cù Đàm, lời nói này là chính tôi nghe được. Cù Đàm không cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi cho các vị bà la môn già cao niên tôn quý hoặc tuổi thọ cao thâm. Sa môn Cù Đàm, ngài có thật là làm đúng như lời họ nói không? Có phải là Sa môn Cù Đàm chưa bao giờ cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi cho các vị bà la môn già cao niên tôn quý hoặc tuổi thọ cao thâm? Này bà la môn, ta không thấy ai trong thế gian này, gồm cả chư thiên, ma vương, phạm thiên và cho đến hàng bà la môn cùng quyến thuộc của họ, mà ta có thể cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi. Đó là vì nếu Như Lai cung kính hoặc đứng dậy hay mời chỗ ngồi, thì đầu họ sẽ bị tan vỡ. Như thế thì Sa môn Cù Đàm là người chẳng biết gì về phẩm vị cả. Này bà la môn, bất cứ phẩm vị gì về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với Như Lai đã sớm xa lìa, diệt tận gốc rễ, như cây kè bị bứng gốc, đã không có duyên để tồn tại và không còn khởi sanh trong tương lai. Nhưng đây không phải như ông đã nghĩ. Như thế thì Sa môn Cù Đàm không biết thưởng thức. Sa môn Cù Đàm là người thuyết về không hành động. Sa môn Cù Đàm là người thuyết về đoạn diệt. Này bà la môn, bất cứ sự thưởng thức gì về sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đối với Như Lai đã sớm xa lìa, diệt tận gốc rễ, như cây kè bị bứng gốc, đã không có duyên để tồn tại và không còn khởi sanh trong tương lai. Này bà la môn, ta thuyết về không hành động của việc làm ác từ thân, khẩu, ý. Ta thuyết về không hành động của các pháp ác và điều bất thiện. Này bà la môn, ta thuyết về đoạn diệt của tà dâm, sân hận và si mê. Ta thuyết về không đoạn diệt của các pháp ác và điều bất thiện. Nhưng đây không phải như ông đã nghĩ. Như thế thì Sa môn Cù Đàm là người nhàm chán. Sa môn Cù Đàm là người ngăn trừ. Sa môn Cù Đàm là người diệt trừ. Này bà la môn, ta nhàm chán việc làm ác của thân, khẩu, ý. Ta nhàm chán sự hình thành của các pháp ác và điều bất thiện. Này bà la môn, ta thuyết pháp để ngăn trừ sự tà dâm, sân hận và si mê. Ta thuyết pháp để ngăn trừ các pháp ác và điều bất thiện. Này bà la môn, ta giảng giải các pháp ác cùng điều bất thiện từ việc làm của thân, khẩu, ý, và chúng cần được diệt trừ. Này bà la môn, những ai mà đã diệt trừ đi các pháp ác và điều bất thiện, đã sớm xa lìa, diệt tận gốc rễ, như cây kè bị bứng gốc, đã không có duyên để tồn tại và không còn khởi sanh trong tương lai, thì ta gọi họ là người diệt trừ. Nhưng đây không phải như ông đã nghĩ. Lời dạy của Thế Tôn như ánh sáng chỉ cho con thấy rõ. Kể từ bây giờ, con sẽ luôn nhớ tưởng đến Tam Bảo trong lòng. Xin Ngài hãy nhập an cư kiết hạ tại thị trấn Vrancha để truyền dạy cho dân chúng của con. Tinh xá kỳ viên. Vô Hại đang chuẩn bị đi giết mẹ mình. Đây là tội ngỗ nghịch và sẽ làm chướng ngại cho anh ta chứng đắc niết bàn. Tuy nhiên,
kẻ cướp này không phải vì hận thù mà giết người, do bởi vô minh nên mới làm như vậy. Anh ta vẫn có thể tìm thấy đạo. Ta sẽ giúp anh ta tránh đi việc làm vô minh và sai lầm này. Ta đã gom được 999 ngón tay người. Ta chỉ cần giết thêm một người nữa thì sẽ đủ 1000 ngón tay như lời thầy ta đã sai bảo. Tên Sơ Môn kia đang đi một mình, hắn tới số phải chết. Thật kỳ lạ, tên Sơ Môn kia đi một cách khoan thai ở trước mình, còn mình thì cố sức chạy mà vẫn không sao đuổi kịp. Sa Môn, hãy dừng lại, hãy dừng lại, Sa Môn. Ta đã dừng lại, nhưng con thì vẫn chưa dừng lại. Ông là một Sa Môn, ông nên thành thật. Khi ông vẫn còn đang đi, tại sao nói là ông đã dừng lại? Nhưng tôi đang đứng yên ở đây, sao ông lại nói tôi vẫn còn chưa dừng lại? Này vô hại, ta đã dừng lại, nghĩa là dừng lại sự giết chóc, dừng lại sự tổn hại, dừng lại sự quấy nhiễu và dừng lại tất cả việc xấu ác. Nhưng con thì vẫn chưa dừng lại, bởi vì con vẫn chưa dừng lại sự giết chóc, tổn hại, quấy nhiễu và việc xấu ác. Bàn tay con vẫn đang cầm thanh đao. Thế thì tại sao con nói là mình đã dừng lại? Lời nói của Ngài thật từ bi biết bao. Dù ở trường học của thầy con lúc xưa, con cũng chưa từng bao giờ nghe được những lời như thế này. Này vô hại, vạn vật trên đời luôn hiện hữu, tồn tại và cuối cùng sẽ hoại diệt. Thanh đao con đang cầm, bây giờ con hãy bỏ xuống đi. Các nghiệp tội lúc xưa, nếu ai nghĩ tưởng đến, thời họ sẽ bị buồn đau. Các phước đức lúc xưa, nếu ai nghĩ tưởng đến, thời họ sẽ cảm thấy an vui và hạnh phúc. Vì thế, con nên siêng thực hành bố thí, trì giới và luôn giữ thân tâm bình an ở mọi lúc. Con kể từ bây giờ sẽ nương theo giáo pháp của Phật. Cầu mong Thế Tôn hãy cho con được xuất gia,